chợ Đông Ba là một ngôi chợ lớn có lịch sử lâu đời ở thành phố Huế. Nó từng có vai trò như một cái chợ đầu mối ở khu vực miền Trung. Khách du lịch đến Huế thì sau khi thăm thú một số cảnh đẹp thì thường ghé vào chợ mua một ít quà và ăn một số món Huế. Với họ, cái chuyến du lịch như thế thì là thành công. Hình thành từ trước thời Gia Long, chợ có tên cũ là Đông Gia, nằm ở ngoài cửa chính Đông thuộc địa phận thị xã Hương Trà. Giữa chợ do có ngôi đình hai tầng tên là Quý Giả nên còn được gọi là Quý Giả Thị. Đến đời vua Thành Thái, chợ được chuyển đến vị trí hiện tại rồi đổi tên thành chợ Đông Ba. Là ngôi chợ lớn nhất kinh đô Huế nên Đông Ba không chỉ hấp dẫn lái buôn mà còn cả lớp thị dân kinh thành. Với số lượng người lui tới nhìn ngắm và mua bán, chợ đã sớm hình thành các dãy hàng quán để phục vụ cơm nước. Theo những người lớn tuổi, ngày xưa Huế không có nhiều hàng quán như bây giờ. Tất cả những món ăn từ bình dân đến đậm chất Huế đều có mặt ở chợ. Đến nỗi người ta đã phải so sánh những món ở phố thị có thì chợ Đông Ba có, những món ở chợ Đông Ba có chứ hẳn ngoài phố thị đã có. Hàng quán ăn uống ở chợ Đông Ba từ xưa đã rất nổi tiếng và phục vụ cho tất cả mọi người ở các tầng lớp, từ người đi chợ, lái buôn, cư dân thành thị và không loại trừ cả quan lại, văn nhân. Trải qua nhiều lần sửa sang, mở rộng, đến nay chợ Đông Ba vẫn giữ được dáng dấp của ngôi chợ truyền thống, đặc biệt là vẫn giữ được dãy hàng quán ăn uống sẵn sàng đón thực khách đến khám phá. Khác với những khu chợ khác, hàng quán phục vụ ăn uống ở chợ Đông Ba đã được quy hoạch thành những dãy hàng chứ không phải là những gánh hàng nhỏ lẻ lẫn quất ở trong chợ. Hiện tại chợ có hai khu hàng ăn uống nằm ở hai bên lầu chuông, một khu hướng đến bàn ghế cao thoáng, còn một bên vẫn giữ được phong cách ghế xổm truyền thống. Tuy mức đầu tư khác nhau nhưng ở đây đều giới thiệu gần như đầy đủ các món ăn ở Huế như bánh bèo nấm lọc, bún nghề, bún bò giò chả, nem lùi, bún mắm nêm, chảo gà, chảo vịt và rất nhiều loại chè Huế, trong đó có cả món chè thịt quay khiến nhiều người tò mò. Ngồi ăn giữa chợ Đông Ba, bạn sẽ cảm nhận được sự gần gũi của những người bán hàng ở Huế. Bạn đang lưỡng lự thì họ đã nhìn thấy và biết bạn đang cần gì. Khách và người bán hàng chỉ cách nhau một cánh tay nên vừa thưởng thức món ăn, bạn có thể hỏi han để hiểu hơn về mảnh đất mình đang khám phá. Và khi đã ngồi ăn giữa chợ, chắc chắn bạn sẽ không phải mất thời gian để di chuyển nhiều. Ngồi ở hàng bún bò, nhưng nếu muốn thử một ít bánh lọc ở đầu dãy hoặc cốc chè ở cuối hàng, bạn chỉ cần hỏi là người bán bún đã gọi người mang đến giúp bạn, và việc gọi giúp này là miễn phí. Thật tuyệt, người bán hàng đã cho tôi ăn thử mọi thứ và chúng rất ngon, đặc biệt là món này, chúng tôi rất thích. Ở đây món bún bò có nhiều loại khác nhau cũng rất ngon. Bạn trai tôi đã thử với một ít bia, chúng rất hoàn hảo. Tôi thích ăn ở đây khi mọi người vẫn đi lại xung quanh. Mọi người rất vui vẻ và thú vị. Chúng tôi sẽ trở lại. Lúc này á, sẽ có người thắc mắc là cái giá cả của các cái thức ăn ở trong chợ nó như thế nào. Thì tôi sẽ trả lời ngay với các bạn rằng đồ ăn ở trong chợ rất là rẻ. Một món nó chỉ từ khoảng 10-30 nghìn. Và vào chợ với một tờ 200 nghìn ở trong túi thì các bạn sẽ như tôi, lại ước gì sẽ có một cái bụng đói mà tiêu được hết những cái tiền.